Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập về sin của cộng. Trong danh sách là 1000 bài tập về sin của cộng thì đây là bài số 5 rồi. Bài này yêu cầu tính tổng L bằng 1 cộng 1/3 cộng 1/5 cộng 1/2 N cộng 1. Là tính tổng các số lẻ ấy, như kiểu 1 phần các số lẻ từ 1 đến N ấy. Thì đây, mình sẽ code luôn nhá. Các để ý à. Code, đây là code của mình này. Đầu tiên là khai báo hai thư viện STD và IO và con IO này. Xong trong vòng tổng mình xem gì. Đầu vào là một số L. Nếu L khác không thì nó return là trở về là 1 chia cho 2 của L cộng 1. Đúng không? Cộng chính là cộng cái thằng trở về thằng phần tử cuối này. Xong nó cứ thế giảm dần cho đến bằng 0 thì thôi. Bằng 0 return 1. Lý do return 1 bởi sao? Nếu như mà các bạn ý nhá, khi mà bằng 0 đúng không? Là ở đây 0 nhân với 2 cộng 1. Cộng 1 là sẽ bằng 1, 1 trên 1 là bằng 1, chính là thằng này. Chính là thằng này thì là mình phải return trả về giá trị 1. Bởi vì nó là cái số đầu tiên này, nó số cộng 1 số 1 đầu tiên này. Đây, xong hàm main thì mình yêu cầu người dùng nhập vào một số L. Sau đó tiếp tục là dùng lệnh scan để nhờ truyền giá trị cho N, xong rồi là hiển thị kết quả chính hàng tổng này. Bây giờ mình sẽ run các bạn xem nhá. Đầu tiên mình sẽ nhập vào số 1 đi. Nếu mình nhập vào số 1, số 0 thì cho dễ, 0 thì quả là trả về giá trị 1 đúng không? Chuẩn luôn. Bởi vì 0 nhân 2 cộng 1 bằng 0. Tiếp theo mình nhập vào số là 2 nhá. 2 1 cộng với lại 1 cộng 1/3 cộng 1/5 đúng không? 1/5 là 0.2. 0.2 cộng 0.3 là 0.5333. Chuẩn luôn. Alo 1.5333. Quên chưa số 1. Ngon. Từ đây mình các bạn có thể áp dụng với những số lớn hơn chẳng hạn, để số 8 đi. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Chúc cả nhà học được vui vẻ.